Vì là thời gian điều trị nó sẽ gì? Sẽ ngắn. Rồi. Chính xác. Và nám mảng của chúng ta là loại dễ điều trị nhất, nhưng cũng là loại dễ tái phát nhất. Nhớ nha, ghi vào. Nám mảng dễ điều trị nhất và cũng là loại nám mà dễ tái phát nhất. Rồi là nám thứ hai mà chúng ta thường gặp là nám đốm. Thì các bạn thấy là nám đốm phân bổ trên da là nhiều hay ít? Ít và rải rác, tập trung ở đâu? À, trên gò má. Đúng chưa? Nám đốm của chúng ta phân bổ là gì? Rời và rải rác. Tập trung chủ yếu ở gì? Hai bên gò má. Và chúng ta xác định luôn nám đốm là nám nâu hay sâu? Cực kỳ sâu. Nám đốm khó điều trị, nhưng mà điều trị được thì không tái phát. Còn nám mảng á, dễ điều trị, mà điều trị được thì cũng gì? Dễ tái phát. Còn nám đốm của chúng ta là gì? Sâu, khó điều trị, nhưng mà gì? Khó tái phát. Và phương pháp mà điều trị hiệu quả nhất, một là chấm phân giải sắc tố, hai là bắn laser nha. Và dấu hiệu nhận biết để chúng ta làm đúng á, là chúng ta thấy là trong những lần đầu chúng ta tác động phân giải sắc tố hoặc laser, cái đốm này nó không những không mờ đi mà nó còn gì? Đậm lên. Là tốt hay xấu? Nám càng nông thì càng gì? Dễ điều trị. Còn nám càng sâu thì càng gì? Khó điều trị. Mà chúng ta muốn nó từ sâu thành nông thì chúng ta phải sao? Tác động vào, đẩy nó lên, đúng chưa? Nên là trong quá trình điều trị nám, thường khách hàng hay phàn nàn là chị thấy nó đậm lên thì chúng ta phải chúc mừng khách hàng. Vì sao? Chị à, nó đang gì? Đẩy hết melanin lên để chúng ta gì? Điều trị dứt điểm luôn. Hiểu không? Cho nên là trong từ nay các bạn hỏi thầy ơi sao nó đậm lên thì tôi không trả lời nữa nha. Ví dụ như các bạn điều trị 6 tháng mà các bạn thấy nó vẫn đậm thì cái đó là tôi sẽ giúp. Còn bây giờ các bạn mới điều trị, thầy ơi em cho phân giải sắc tố được 2 tuần sao nó đậm lên vậy thầy? Những câu hỏi này từ nay không trả lời nữa, vì đã trả lời trên lớp rồi, đúng chưa? Mình phải giải thích được cho khách là em ơi, cái nám đốm là nám sâu hay nông? Sâu. Mà từ sâu thì nó phải như thế nào? Tẩy lên, bởi vì chị không phá hủy da em. Chị đang gì? Hút sắc tố lên trên bề mặt da để gì? Dễ điều trị. Cho nên là thời gian nó sẽ lâu và nó sẽ bị gì? Đậm lên. Đúng chưa? Mọi người hiểu chưa? Từ ngày hôm nay ai mà hỏi câu đó nữa thì là có quyền không trả lời nha. Được chưa? Trong quá trình điều trị chúng ta bắt buộc phải bị đậm lên. Thì từ nhạt nó thành đậm, từ đậm nó thành mờ. Đây là cái chu trình rồi. Bởi vì nám đốm của chúng ta nằm ở lớp nào? Xong. Được chưa? Và phương pháp điều trị nám đốm hiệu quả nhất là một là chấm phân giải sắc tố, hai là bắn laser, ba là bạn nào có cái máy fractional á, bắn bằng máy fractional luôn em, nó có cái đầu đốt mụn thịt đó, em đốt từ từ, đừng đốt nhiều, mỗi lần em đốt một chút, em đốt hết đốm, nhưng mà đừng bắn năng lượng cao, mỗi lần nó sẽ mờ một ít. Được luôn. Không, đốt đốt rùi thì nó dễ thâm hơn, nhưng mà phải có thuốc, ví dụ như có thuốc gì bôi cho nó thì nó đỡ. Bôi mộc chi cho nó bong ra. Bôi kem sẹo, bôi mộc chi. Được chưa? Bây giờ dạy cho nó mà không quảng cáo sản phẩm cho nó đuổi ra làm sao? Được chưa? Rồi, đây là cách xử lý nám đốm. Khi mà các bạn thấy khách hàng có nám đốm á, đừng có làm nát ra, nhẹ nhẹ thôi, mỗi lần chúng ta làm gì? Ví dụ như bây giờ người ta có 10 đốm đúng không? Xử hết 10 đốm luôn nhưng mà nhẹ nhẹ, chấm nhẹ, hoặc là bắn năng lượng nhẹ, bắn vừa vừa, hiểu không? Đừng làm người ta hoảng sợ quá. Cứ từ từ, bởi vì mình chúng ta đã xác định với nhau là gì? Nám là chị với em là phải đồng hành gì? Một thời gian dài. Ít nhất là cũng phải gì? 4 tháng. Cho nên là không việc gì phải vội. Mỗi lần chúng ta xử một xíu, nhưng mà cái vết thương, cái tổn thương nó nhanh lành. Còn hơn là chúng ta bắn cho nát một lần, có khi cả tháng nó chưa lành. Thì khách hàng họ sợ luôn, họ chạy luôn, đúng không? Cho nên là cái này rút kinh nghiệm nha các bạn. Sau một khoảng thời gian chúng ta đồng hành với nhau thì tôi nhận thấy là các bạn rất vội vàng, rất hấp tấp, và cam kết với khách hàng rất là mông lung.
chị ơi 2 tháng hết nám từ nay mà mỗi ca của các bạn nhận khách đó, tôi yêu cầu các bạn chụp hồ sơ xem các bạn đã cam kết với khách những gì. Ví dụ như bây giờ các bạn cam kết với khách 2 tháng hết nám thì ca đó tôi không giải quyết luôn, vì tôi không làm được nên là tôi không giải quyết. Các bạn cam kết nám ít nhất là phải là gì, 4 tháng nó mới hiệu quả. Bây giờ nám mà các bạn cam kết mà 2 tháng mà chịu, trừ những trường hợp nám nhẹ và tàn nhang nhẹ. Còn những trường hợp mà nám 50% mặt rồi mà các bạn cam kết 2 tháng là cái này y học bó tay nha. Nên là hôm nay tôi sẽ giải thích rõ cho các bạn hết về thời gian cam kết với khách hàng bao lâu luôn, được chưa? Thì đối với nám đốm là chúng ta sẽ xử lý bằng phân giải sắc tố nè, bắn laser hoặc là bắn fractional hoặc là đốt bằng cái máy đốt nốt ruồi. Nhưng nhớ các anh các chị ơi, làm ơn làm từ nhẹ tới mạnh nha. Cái làn da nó chỉ có 4mm thôi, nâng niu nhẹ nhàng nó một xíu. Nhìn thấy các anh chị lăn kim em cũng xót cho khách hàng nữa. Lăn gì mà ủi cực hùi cực hùi cực hùi cực hùi. Nhớ là chúng ta làm cái gì trên làn da cũng phải hết sức nhẹ nhàng. Và khi điều trị cho khách hàng, khi mình chưa có uy tín, khi khách hàng chưa tin tưởng, vui lòng điều trị từ nhẹ tới nặng, nhẹ nhẹ nhẹ, và chúng ta tăng cái mức độ lên dần dần, hiểu chưa ạ? Từ nay mà ca nào mà gửi vô nhóm mà tôi thấy bung bét quá là thôi tự xử lý đi em, vì tôi đã dặn các bạn là gì, làm từ nhẹ tới mạnh, được chưa, hiểu ha? Rồi một dạng nám cuối cùng, nám hỗn hợp là gồm có gì, cả nám đốm và cả nám mảng. Trong trường hợp chúng ta thấy cả đốm cả mảng thì chúng ta tập trung điều trị thằng nào trước? Nào trước? Điều trị chúng ta sẽ phân biệt bằng cái gì? Để tránh trường hợp các bạn điều trị sai, chúng ta sẽ phân biệt bằng độ nông sâu. Thằng nào nông, điều trị trước. Có những cái nám mảng mà nó sâu thì sao? Đúng không? Nên là chúng ta phải phân loại, là ví dụ như là chúng ta thấy là có đốm, có mảng, nhưng mà cái đốm nó nông hơn cái mảng thì chúng ta điều trị gì? Đốm trước. Tại vì trong quá trình các bạn điều trị đốm, nó chấm thuốc, lăn thuốc thì cái mảng nó cũng sẽ gì? Bong, cái nám mảng nó sẽ đậm lên đó. Ví dụ như bây giờ cái mảng mờ mờ, khi các bạn tác động thì chắc chắn là cái mảng này nó sẽ sao? Đậm lên, đúng không? Thì chúng ta sẽ ưu tiên là thằng nào đậm chúng ta điều trị trước, thằng nào mờ, nó sâu chúng ta điều trị gì? Sâu. Còn bây giờ chúng ta thấy là đốm với mảng mà mảng đậm, mảng trên bề mặt, nhưng mà đốm thì còn gì? Lờ mờ dưới da, thì chúng ta sẽ điều trị thằng nào trước? Điều trị mảng bằng cách là chúng ta cho lăn kim, cho bắn fractional, cho lăn thuốc, vân vân, làm cách nào đó để cho gì? Nó bong ra và nó đậm lên, đúng chưa? Thì là các bạn ưu tiên điều trị thằng đó trước. Ví dụ khách hàng hỏi mình là chị, bây giờ nám của em là chị cái nào trước? Thì mình sẽ nói gì? Nám của em cái nào nông, chị trị trước. Cái nào sâu, chị trị sâu. Khách hàng hỏi, chị ơi điều trị hai cái cùng lúc được không? Mình sẽ trả lời là gì? Được em, nhưng mà một thằng sẽ hiệu quả trước, còn một thằng sẽ gì? Đậm lên. Và mình phải giải thích là em hãy thấy là nám càng đậm thì càng dễ điều trị. Vì đây là kiến thức y khoa. Họ có đi da liễu, họ hỏi là bác ơi bây giờ người ta nói là cái nám này càng đậm lên thì càng dễ điều trị, có đúng hay không? Thì ông bác sĩ ông vẫn trả lời là gì? Đúng, càng nông càng dễ điều trị. Ông có trả lời sai, vô dí cộng liền, đúng chưa? Đây là kiến thức rồi, nó đâu có cãi được đâu. Nám càng sâu thì càng khó điều trị, nám càng nông thì càng dễ điều trị. Trong quá trình trị nám, làm sao cho cái nám nó sao? Từ mờ thành đậm nha, chứ không phải từ đậm thành đậm đen nha. Mấy chị là hay bị lầm cái này lắm. Ví dụ như nó là một cái vệt mờ, bây giờ mình làm cho nó đậm lên và nó bong ra thì mình đang làm gì? Làm đúng. Còn bây giờ nó là một cái vệt đen, bây giờ các chị làm cho nó đen xì luôn thì cái đó là đúng hay sai? Là làm sai, là bị gì? Bị tăng sắc tố rồi đó, hiểu chưa? Rồi, vậy là chúng ta đã phân biệt ba cái loại nám này bằng gì? Nãy giờ chúng ta đang phân biệt bằng mắt thường. Và mọi người đã biết cách điều trị nám chưa? Nám chúng ta, nám mảng chúng ta tập trung điều trị gì? Bằng phương pháp gì? Lăn kim, fractional hoặc là làm gì? Tác động để cho nó sao? Bong ra trước. Đối với nám mảng là một loại nám rất dễ điều trị và rất dễ tái phát. Cách chống tái phát thì chúng ta sẽ gì? Chủ yếu quan trọng tới dưỡng ẩm và phục hồi, chống nắng. Ha? Nám mảng rất dễ tái phát nhưng mà chúng ta có thể ngừa tái phát bằng cách là gì? Dưỡng ẩm, phục hồi và chống nắng. Rồi, nám đốm.
sâu, khó điều trị thì chúng ta sẽ điều trị bằng hai phương pháp là chấm chờ bông và laser chờ bông, đốt chờ bông. Nhớ nha. Thấy da khách mà yếu quá thì chúng ta cho làm xong chúng ta cho chờ bông rồi làm tiếp. Đừng có ham mà chấm xong cho lăn thuốc liền, cho bôi thuốc liền luôn. Nó nát hết mặt người ta sẽ rất là sợ. Chờ bông mài ra thì các bạn làm xâm lấn nó sẽ có gì? Có cái mài. Rồi và cuối cùng là nám hỗn hợp. Thì đối với những trường hợp mà có hỗn hợp á, thì ca nào nông, cái nào nông điều trị cái đó trước, cái nào sâu điều trị cái đó sau. Hiểu chưa? Rồi bây giờ phân biệt nám bằng đèn thì sẽ mời một bạn lên trả bài về phân biệt nám bằng đèn. Trâm, lên bảng trả bài em. Phân biệt nám bằng đèn một nội dung thôi. Tại vì em nhìn nhận da hơi bị yếu, em không biết nám nó ở mức ở tầng nào của da, cho nên là khi mà em điều trị hơi khó. Thì sau khi em mua cái đèn này về rồi á, thì em được thầy hướng dẫn để cách sử dụng như thế này. Có nghĩa là khi mà mọi người soi đèn thì nhớ soi trong điều kiện là trời tối. Nhà nếu mà sáng thì mình sẽ không soi được, rất là khó xem. Thì khi mà mình bật cái đèn này lên á, ví dụ như những cái khách mà tới với mình mà nám nó ở mình nhìn thấy bằng rõ bằng mắt thường á, mà về đen, mà khi soi vô cái đèn này thì cái bề mặt nám đó nó lại tối hơn so những cái bề mặt khác, và những cái phần còn lại ở da của mình nó trắng. Thì nám đó đang nằm ở thượng bì thì mình điều trị rất là dễ. Nhưng mà ngược lại là những cái nốt mà nám mờ, mình khi mà soi vô đèn nó mất luôn, nó trắng bằng nó luôn, nó không có hiện đậm lên, không có hiện rõ hơn trên những bề mặt khác, thì nó đang còn nằm ẩn dưới da ở lớp trung bì hoặc là hạ bì. Thì những cái nám đó thì thường em sẽ khuyên khách có hai phương án, là một, nếu mà khách bắt buộc phải điều trị thì em vẫn điều trị cho khách, nhưng em tư vấn rõ là sẽ có thời gian nám nó đậm lên và thời gian điều trị nó sẽ lâu hơn. Còn nếu mà khách không muốn như vậy thì em sẽ tư vấn khách là nuôi dưỡng da, đợi sau khi nó đẩy lên trên rồi mình hãy điều trị. Thì cái phân loại đèn có vậy thôi. Phân loại đèn chỉ có vậy thôi. Rớt mà. Chỉ mình. Rồi mời em về chỗ. Cái phân loại đèn nó chỉ có vậy thôi. Hàng gì xoay đèn cũng được là đúng. Chúng ta sẽ phân loại nám da bằng đèn như sau. Cái đèn này thì các bạn mua rẻ lắm, có mấy trăm ngàn lên Tiki, lên gì Shopee đầy. Chúng ta gọi là đèn wood ha. Các bạn để ý, cái nám khi mà các bạn không thể phân biệt bằng mắt thường, đúng không? Thầy ơi nhìn khó quá. Thì bây giờ tôi sẽ cho các bạn phân biệt bằng cái đèn wood. Rọi vào, nếu như nó là nám nông thì các bạn sẽ nhìn rõ luôn. Các bạn thấy như cái người mẫu này là họ bị nám ở vùng nào? Vùng má nè. Sau khi mà chúng ta rọi cái đèn vào, chúng ta thấy cái nám sao? Rõ luôn. Thì nám này chắc chắn là nám gì? Nám nông. Bây giờ cứ rọi đèn vô mà nhìn thấy thì nó là gì? Nám nông. Đúng chưa? Bằng mắt thường chúng ta nhìn thấy nó là một cái vệt nám. Rọi đèn vào nó cũng nổi rõ lên là cái vệt nám. Thì cái nám đó chúng ta gọi là nám gì? Nám nông. Rồi. Một cái nám mà chúng ta bằng mắt thường chúng ta nhìn thấy được là chúng ta thấy có nám ở đây đúng không? Nhưng mà rọi đèn vô có thấy nám không? Nám này là nám gì? Sâu. Chúng ta, tất cả các loại nám chúng ta đều nhìn thấy bằng mắt thường được hết. Nhưng mà khi chúng ta rọi đèn vô, nếu mà cái nào chúng ta nhìn thấy thì nó là nám gì? Nám nông. Cái nào chúng ta không nhìn thấy thì nó là nám gì? Sâu. Đơn giản không? Đơn giản không? Rồi, nám hỗn hợp nè. Mình rọi vào, các bạn thấy là sao? Ông này ông có nguyên, cô này cũng có nguyên một cái gì? Cái mảng đậm ở đây nè. Đúng không? Nhưng mà rọi đèn vô có thấy không? Thấy không? Thấy mà. Đúng chưa?
thấy, nhưng mà cái lông mày của ông có thấy không? Không thấy đúng chưa? Vậy thì cái nám ở phần lông mày của cổ là gì? Nám sau. Còn cái nám ở ngay má là gì? Nám gì? Nám nông, đúng không? Thấy không? Do đèn sáng nên mọi người nhìn không rõ. Thấy cái má đen không? Nhưng mà nhìn cái lông mày nè, lông mày ngay đây nó có một cái quần, đúng không? Bằng mắt thường chúng ta nhìn thấy là có một cái gì? Cái quần. Nhưng mà chụp hình lên không thấy cái quần, rọi đèn vô không thấy.